dòng họ bóng ha. Ừ, cái này cá chốt. Này là bóng gì? Chị biết hết các loại cá này không? Biết hết luôn. Cá mẹ này thì rất là rành cái này, sợ chị không biết. Không, cá này ở sông mà cho nên mấy cái loại này thường người ta hay bán, mình biết mà. Coi thường đầu bếp quá ha. Chứ mấy con cá lạ thì không biết. Em về có nhiều con này, không biết. Dừa. Ừ. Bóng dừa nè. Hồi xưa đi câu cái này dữ lắm nè. Này bóng sao nè. Ừ, mấy con bóng sao, bóng sệ em không biết phân biệt được ta. Bóng sệ nè, bóng sệ nó trắng nõn rồi đó không? Còn bóng kèo thì nó màu đen. Bóng sệ màu trắng. Bóng sệ. Cái này à, bóng sệ. Này là bóng sao. Bóng dừa. Bóng sao nó có hình ngôi sao phải không? Bóng chấm chấm. Đây có chấm chấm nè. Đây có bóng kèo không? Không, bóng kèo không có. Còn cái con cá này là bóng tre. Bóng tre hả? Bóng tre. Nè, con cá này cái gì nữa? Ủa, cá bóng dừa. Cá này như là con cá gì em quên tên nè, em nhớ nè. Có chân cá chốt cũng đâm à. Dạ, để con chặt cái gai nó. Con sao này quá chừng với ruộng kia nhiều mà nghe nói bắt không có được, nó ăn nó sâu lắm. Quá nhiều luôn. Thấy nó nổi trên bờ quá chừng lắm mà. Ở đường xuống dưới chỗ Nam Phương á, nhiều lắm hả mẹ? Cái gai này nó đâm đau đâm nhất lắm. Ồ, cái gai này đâm nhất lắm. Cái này con cá này với con cá trê với cá ngát. Đâm nhất dữ lắm. Cá ngát đâm khanh khóc quá chừng luôn, mấy ngày trời. Dạ, nó hầm đó. Con này là con cá gì xem ca? Bóng tre phải không? Bóng cát. Bóng cát. Bóng cát hả? Bóng tre à? Như hả? Trời, con không làm nữa. Rồi cắt là bóng luôn. Bao nhiêu bóng mẹ thôi coi thử coi. Nhiều lắm á. Bóng dừa. Ủa nghe là không có cá bóng kèo. Bóng kèo sao? Ủa cá kèo hay cá bóng kèo ta? Cá kèo. Thì người ta kêu cá bóng kèo luôn đó. Vậy hả? Bóng kèo. Bóng sao mập quá. Nhưng mà vậy này là bốn loại bóng. Bóng cát. Bóng kèo. Bóng tre. Bóng tre chứ, bóng cát, bóng tre. Bóng sệ. Bóng sệ. Bóng dừa. Bóng dừa. Còn bóng sao nữa. Bóng sao. Năm loại bóng ha. Bóng luôn. Năm loại cá bóng luôn. Rồi con cá này trứng không à sư? Thấy được con cá này nhiều quá. Trứng quá trời. Cá này cá chốt đen là ăn mới ngon nè, con chốt đen khổm mình mua cá chốt này mới là ngon nhất nè mẹ. Con cá chốt khổm là ở đâu trở về? Ở đâu trở về nó không có ngon, thấy nó to vậy chứ không có ngon. Trứng quá trời luôn. Tại vì tháng này nó đi đẻ đó. Cái tháng này là đưa nó lên ruộng đẻ. Con nào cũng có con chưa ấy. Thấy đâu nó lên ở dưới ruộng ha, dưới sông nó lên mà mấy cái đám mà gần sông ha. Trời mưa cái nước ở trên đồng đổ xuống á, nó lên đen đen đen, đen mưa luôn nó lên. Rồi đã cô nó chuyện chạy mất, nó lên rần rần luôn á sơn. Dạ. Cái hàm lắm. Vậy là cá dưới sông mà nó lên đồng hả mẹ? Nó lên ngược nước nó lên. Nhưng mà nước trên ngọt sao nó lên ta? Trời mưa trên đổ xuống á. Dạ. Mà nó biết chuyện vậy con, là cái mấy cá này là dùng nước mặn mà. Vậy mà nó lên trên nó đẻ. Nó chạy lên ngược lên trên đồng nó đẻ. Mấy đám mà gần gần đồng á. Mấy đám gần sông dài hả? Dài. Đồng với rẫy gần nhau. Dạ. Lên lên nó đồng nó đẻ. Tham lắm. Còn cá bóng sao với cá ốc nói con không phân biệt được ta, nó giống dữ vậy ta. Con cá ốc nói nó đen mà nó ốm hơn, hai cái mắt nó cao lên hơn. Dạ. Rồi cá bóng thòi lòi nữa, thòi lòi mắt nó. Của cá thòi lòi với cá ốc nói là nó khác nữa, hả? Nó khác. Ủa vậy con tưởng là một. Khác. Vậy là con nói một không đó. Con nói một con á. Vậy hả? Trời đất. Giờ con đâu biết con nói một. Rồi con mắt nó to mà dựng ngược cao lên. Vậy hả? Tại không phân biệt được mấy loại cá. Trời ơi vậy mà con nói một không? Con thòi lòi với hai con mắt nó cao lên là kêu thòi lòi á. Bữa nay thì mẹ có món thịt sườn, chị thì cá. Chị bo lắm gì mà. Đập nó đi, đập nó để nhảy, đập lưng. Thịt bò. Đập nó cho cá. Chút nữa nhảy mất nè. Nãy mẹ có mua sườn hả mà? Sườn là cắt ngang, sườn cốc lết với sườn cốc lết là sao? Non. Cái sườn này là kêu sườn cốc lết nè. Cốc lết hay là? Cốc lết. Này chắc là tiếng Pháp quá. Thì họ kêu cốc lết, mình kêu cốc lết. Rồi cái miếng sườn này nó nối theo theo đây nè. Theo là cái sườn sườn non á. Cốc lết là nó sát trong cái xương sống. Xương sống đây nè. Còn cái nó nối ra vậy nè. Sườn non là sao? Cái sườn non là cái miếng sườn nằm dưới nó non. Còn sườn nằm trên nó dài. Nó cứng con bấm cái hông con đi đó bấm từ dưới lên hả, từ cái bụng lên là sườn non hả? Đây là sườn non đây nè. Trời ơi chị mà cá nhảy ráo à, chém mất kìa. Không có. Bây giờ con phân biệt được con nào là con nào nữa không? Con hay vậy biết mà. Nè cứng dừa nè. Ồ cái này cứng kỳ ra lên đây.
cá trứng là biết rồi, cá chốt nãy chị nói. Con cá này bụng cũng trứng không nữa nè. Dạ hả? Ừ, cá không sao. Ừ, có không sao bóng đáy, không có đất, con sao bắt đất không nha. Dạ. Con cá này nãy con xẻ cũng có đất nè. Mà con cá mà đỡ bụng rồi thì cá ăn cũng có ngon. Dạ, đỡ bụng cũng ngon. Dạ, giờ... Vô kho hả? Mẹ thì đang sắp thịt bò ướp sẵn. Sẵn để dành. Để dành đó. Này xương cũng ướp sẵn để dành luôn. Giờ vô coi chị kho ơi đất ha. Này kho ơi đất ăn cơm hết sảy luôn. Ướp tỏi ớt, miếng nước mắm, miếng đường. Có muối không? Gốc hành đó mẹ. Không, không có muối xin. Tại vì mình kho bằng nước mắm á. Không có kho bằng muối, nên mình uống miếng nước mắm à. Chút xíu mình nếm nó đạt thì mình thêm. Mẹ cứ thêm gốc hành hả? Thơm lắm xin. Ừ. Mình ướp rồi khoảng bao lâu mình kho được? Ướp vô chừng 5 phút là kho liền. Ừ. Lấy gì vậy chị? Lấy đi nốt hành thôi. Đâm nốt hành vô cho nó thơm. À, đâm chung nữa hả? Ừ. Đâm chung. Thay lá hồi không có gốc. Vậy mà dám đấy. À, lấy gốc hành. Có không biết à. À, bây giờ mình ướp cá ha. Phải lá hành không ạ? Gốc hành còn một tí à. Đây là món cá thập cẩm. Ừ, rất là nhiều loại. Mấy thứ mà cái có vậy con à. Có cái con con à. Cái con hai con à. Cái này ăn là rất là khó mà có kiếm được cái con thứ hai thì thấy ví dụ con nó ngon đi muốn ăn nữa không, cô không có nữa. Có một con một. Ừ. Cái nào cũng đi thử hết. Ừ. Chị ướp đường hả? Ừ. Một tiếng đường. Kẹt cái muỗng rồi. Rồi, rồi. Rồi. Miếng đường. Tại vì một chút mình còn quậy nước màu á, mình thắng nước màu bằng đường, mình ướp vô một tí thôi. À, là chút xíu nước màu nó ngọt nữa phải không? Ừ. À, nước mắm thì chút lạc nêm thêm. Ừ. Giờ quậy nước màu ha. Ừ. Quậy nước màu cho cá thôi. Hồi xưa thì nước màu người ta thắng dầu dừa thắng sẵn. À, còn giờ mình lấy nước màu, lấy đường á, mình quậy nước màu cho nó nhanh. Dầu dừa ý của mình thôi. Cái này nó lâu nóng lắm. Đúng rồi. Lâu nóng lắm. Cái này nó rất là dày. Ừ, phải đợi lâu lắm. Và khi nó nóng rồi thì nó rất là lâu nguội. Lâu nguội, sôi hoài. Chính vì vậy nó ngon ở chỗ đó đó. Nhắc xuống rồi trong bữa ăn khoảng tầm 5-10 phút là vẫn còn ấm hoài, đủ ăn. Lâu nguội lắm. Nó sôi này thơm ngon, tại vì nó thấm từ từ, nó sôi từ từ, nó không có nóng lắm. Mà cá kho tiêu mình phải kho từ từ ra, nó thấm vô mới ngon. Đúng rồi. Mà mấy con cá càng nhỏ đó mình kho lâu á nó thấm vô cứng con cá lại ăn rất là đã. Cá bự thì luôn. Nó khó thấm hơn cá nhỏ. Ừ. À, gọi lên nghi ngút rồi nè. Nó đầu nóng rồi nè. Nó nóng được là nóng vậy đó. Rồi. Nãy chị sẽ ướp ít đường thôi, thì số đường còn lại đây nè. Mình quay nước màu. Ở miền Tây mình thì ăn nó hơi ngọt ha. Nên là có một số vùng miền sẽ rất là khó ăn mấy cái món này. Ở đây mình ăn đậm đà lắm. Nhưng mà sau này thì bà con mình cũng nên bớt ngọt lại. Nó cũng không nhiều quá, không tốt về sức khỏe. Rồi, nó sắp lên màu rồi nè. Chị Sơn Ca đã về đứng quẹt nữa nè. Cái này phải canh nó là mau khét lắm. Nó vàng rồi nó mau lắm. Này chọn lên này đẩy nắp hả chị hay để luôn? Không, đừng đẩy nắp. Ừ. Để vậy nè. Kho review thôi, rửa review thôi chứ xíu nó thấm từ từ từ. Chứ mình để nắp vô con cá nó bị mềm lắm. Ờ vậy hả? Ừ, giống như con cá hấp vậy đó. Vậy nè, để nhiệt khỏi đi nắp. Lửa nhỏ thôi. Ừ. À,
đó, chút nó sôi từ từ cái nó ra nước, cá nó ra nước. Hơi chật ha? Không có chật hết, vậy được rồi. Em thấy cái nồi hơi chàn. Được rồi, chút xíu nữa cá nó teo lại. Vậy mình có thêm gì nữa không chị, hay để vậy cho tới chín hả? Vậy là nè, chút xíu nữa có lạc thêm miếng nước mắm nữa. À. Nước mắm đường đủ rồi. Có lạc thêm thêm nước mắm nữa không? Đổ vô cái công rồi. Còn món ấy thì đổ một tí nước, đổ tí xíu nước thôi. Nếu mà muốn ăn nước nhiều không? Đổ xíu nước. Đổ tí xíu nước cho nó chín. Dạ. Còn mình khô khô thì mình khỏi cần đổ nước như vậy cũng được nữa. Vậy từ từ từ. Chút xíu con cá ra nước, nó ra cái đống nước luôn nè. Từ từ thơm nó ra nước không? Này có tóp mỡ để trên nó ngon lắm nè. Đây có đây. Ủa? Hả có sẵn hả? Qua rồi chưa? Có cho thắng một cái cho. Cho hả mẹ? Cho 17. À mẹ thắng nhiều mẹ cho 17. Còn trứng nó lòi ra luôn nè. Rồi nước lên thấy không? Đó, trứng rồi con cá đó. Chốt nó lòi ra nè. Nó ra nước dữ ha. Nãy mình thấy chỉ có miếng dầu với đường thôi. Này để không khỏi đầy nắp mà mình canh mình trở cho nó đều cho tính khô luôn. Chút xíu mình trở lên thôi. Giống như kho quẹt vậy đó. Ừ, cái này kho cạn luôn nè, kho quẹt luôn. Ủa giờ là chị nói cái này mình chỉ thêm nước mắm chứ đâu có muối hả chị? Không, ở nhà mình ăn mình kho nước mắm luôn mà sơ. Mặn lắm. Mặn hả mà? Nước mắm dịu hơn. Mặn. Kho bằng nước mắm không? Quá nó bị lép. Chở quá gãy phải không? Ừ. Nó nhanh chín quá nè, nó co lại hết rồi nè. Rồi cho nó cạn khô luôn á. Rồi rắc tiêu lên, bỏ hầm. Cái này là chỉ là nước mắm với lại cá ra nước thôi. Quá trời nước luôn nè. Không có đổ nước ha. Hồi nãy mình thấy nó cạn queo ha. Mà giờ nồi nước thôi. Chỉ là rặt xuống luôn mới được. Rồi mấy cái trứng nó lòi ra luôn. Dữ thiệt. Chỉnh này ha, hấp dẫn quá chừng luôn. Rồi, tóp mỡ. Rồi, thêm một chút tóp mỡ nữa cho nó béo nữa nè. Tóp mỡ thơm lắm. Thèm quá, cái bụng ngoài. Hành lá. Ngon quá. Nhưng mà nếu mà như vậy ăn liền nó rất là ngon nè. Giờ chín nó nóng nóng nè. Chín hành đi nhặt xuống. Rồi hôm nay thì Hoàng Sơn chia sẻ bà con mình vài hình ảnh cá quê ha, cho 5 loại cá bóng luôn vô một cái nồi ở đất. Hôm nay mình sẽ dừng video đây, tại vì bữa nay có rất là nhiều việc nên là không có quay bữa cơm kịp với bà con mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo ha.